Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Wow, không có ai các bạn ơi, hiện tại kẹo chưa thấy ai cả đấy. Ơ, đâu cả rồi. À bạn ơi, mới tên. Biệt thự nhá. Ok. À nó vừa nhảy lên trên, ông ơi. Nhảy lên trên ông ạ. Chắc tầng 2. À đây. What the hell, ok đã xong, từng 1 ông ạ. Sao rồi? Vừa kết được một đứa từng 1 này. Còn thằng trên máy không? Trên máy, tôi biết, tôi không biết đã. Thế là vẫn còn. Chắc vẫn còn đấy, để mình nhảy trên máy thử xem. Đổi lại súng cái đã anh em ơi. Cậu ơi, mình nghe tiếng rút súng cậu ơi. Đang rút đồ cái đã, đổi súng cái đã ông ơi. Cậu rút đồ cậu à? Vừa đang rút đồ này. Thế cứ tưởng thằng nào. Đang rút đầu dở ông ạ. Tôi cũng nghĩ là hết người rồi, đâu còn người đâu. Ừ, chắc hết người rồi. Không ở đây. Ok đã xong. Yes. Cái đầu xanh. Nó như kiểu là nó mai phục ông. Đấy, nó đang rình rập ông. May tôi đứng ngay chỗ này tôi kêu nó luôn. Bên này có một M20 đấy. Tôi vừa lấy được một M20 giống vậy. Ơ thằng nào gầy mình đây? Đã còn người không vậy? Người á? Đây, đang lên. Nó vừa chơi liệu thì phải, nó vừa chơi liệu, một đứa vừa chơi liệu ấy. Hay là gầy mình nhỉ? Tôi nghĩ là nó gầy mình ngay ở cửa này ông ơi. Tới tầng, chắc là có người đấy. Kiểm tra trên tầng máy đây. Không, chắc là thằng đấy nó gài đấy. Nó trên ống nhà chẳng hạn. Ơ tôi có làm gì đâu, không phải đâu, vừa nghe tiếng tít tít mà ông mà. Dạ. Nghe thì tiếng tít tít kiểu gì là có người mà. Không thấy. Nào đó nhỉ? What the hell? Bạn nào vậy anh em ơi? Tôi hết đạn tử liên rồi ông ơi, còn mỗi 2-3 viên này. Ai biết ngay của người mà. Đâu vậy ông ơi? Con nhảy xe. Chúng nhảy xe, ok. Con bạn ơi, quên. Ô không phải à? Đâu sang đâu vậy? What the hell, nó đâu rồi? Ngoài. Đây, nhà này. Được rồi, okay, quá hay rồi sát thủ ạ. Bạn ơi, lút đạn tử liên nhanh thế cho mình một băng nào bạn ơi. Thì hai băng mà. Chia sẻ một băng đi bạn, bạn lại ăn cả hai băng à? Wow, thank you. Đấy. Mình có 4 băng cho cậu 2 băng. Không ngờ bạn lại tốt bụng như vậy, mình tưởng là bạn không cho, để bạn ăn lẻ mà ăn. Wow. Thôi cậu chơi squad có okay, cậu. Đi ông ơi. Một vé 4 làm sao được cậu? Nhưng mà bạn ơi, còn lại có mình một đứa thôi bạn ơi, chúng ta sắp top 1 rồi, có lên nào bạn ơi, làm trận top 1 đấy nhỉ? Ok. Nhìn ra thì tăng tỷ lệ top 1 anh em ơi. Đây, để mình trang bị giảm thanh mà để lấy top 1. Đây okay. Mình có quá giảm thanh này, nãy mình quên chưa trang bị thế bạn ơi. Ok. Mình cũng thế. Chơi, hợp tác thành công bạn ạ. Đây, nào, để này. Coi. Wow. À, có thằng có thể bị cung rồi, bị thế. Lâm thẳng lên ngoài, có một đứa thôi. Sau thính không ạ? Ờ. Nó vào nhà rồi à? Vào nhà chưa? Không, đây à? Có liệu à? Gắt vậy? Ok, còn một đứa nữa. Ở phía bên phải, nó đang dưới đây kìa. Đang có máu ngay. Chạy xa ra một chút. Ê, nó móc bên này rồi, nó có súng ngắn nhỉ? Bây giờ ông ạ. Ui, ok nó cứ nhá, đây cứu ông. Ơ, một đứa nó kêu sát thủ rồi. Đứa nó kêu sát thủ rồi, nhà mày đây, tôi qua đây. À, gắt ở nhà anh em mày. Ui, gắt ở nhà anh em mày, ok đã xong rồi. Lên xe chặt cái đá. Đã hết máu rồi nha mọi người, hết máu rồi, lên xe chặt cái đá. Cái ma thằng luôn. Quay lại. Ok, từ ngoài đây. Quay lại. Máu cái đá. Một đứa đã bị đai này. Wow. Gắt vãi chưởng. Okay. Sát thủ hy sinh và kẹo đã có được 3 mạng cho tình huống này. Đấy là nhờ công hy sinh của sát thủ anh em ạ. Xanh đông người quá. Cứ tưởng có mỗi thằng. Nó lại đông cơ mà. Yếu rồi. Không ngờ là ngay team tận 3 đứa ông ơi. Lúc thêm ít đồ và đã tí con chơi. Thực ra vẫn còn thằng nữa. Sao chơi hả anh em? Bây giờ ông ơi. Xung quanh này tôi chưa thấy ông ạ, đang cố gắng lút thêm đồ và đã. Wow, để coi nào. Kẹo có 3 thứ máu, hơi bị ít máu ấy, với đạn xuống chưa đi. Lượt thêm máu này anh em ơi. Ok, lượt thêm máu nhá. Như này chắc là ổn rồi anh em ạ. Ủa đây bạn này. Tranh thủ lượm thêm một số trang bị ngon. Ví dụ như là đây là của da này. Ok. Quá đã các bạn ơi. Có thằng nó có phóng lựu ấy. Phóng lựu ông ơi, thôi không chơi đâu, phóng lựu toàn có 1 viên hay là 2 viên sao ấy. Còn có 1 viên thì phải, ông ạ. Đây 8 mạng nữa, đấy, phải trưởng ông ạ. 8 mạng nữa, bây giờ tôi chỉ chạy thôi. Chạy xa ra cầm mấu ra sấy ông ạ. Thế thì còn ăn được chứ mắt, à không xa. Không có ông ơi. Tôi cũng tưởng là có người cơ, ông nói làm tôi giật mình. Tôi các bạn tưởng có người. Có nên đi núp không nhỉ anh em ơi, tôi núp trên tròi nhá. Đừng. Như thế nó lại rẻ tiền quá anh em ạ, thôi đi săn mạ. Không núp nữa anh em ơi.
Tính giờ đang tính là tôi sẽ đi núp cơ. Kệ thôi, ngay tôi có ra rồi, không cần tính đâu. Cần gì tính hả ông? Bây giờ quan trọng là cái mạ thôi, săn mạ thôi. 8 thằng nữa, 2 team à? Gát thật anh em ạ. Bây giờ đứng đâu cho an toàn anh em ơi, khi mà còn lại 5-6 giây nữa thì bọn mình thu lại cơ. Wow, vắng quá trời vậy anh em ơi. Nó lại vắng quá cơ. UAV á, ok ok, đây tôi vòng lại luôn. Biết đâu trong UAV lại có người nhỉ anh em ơi. Vòng lại luôn nào. Chạy xe chậm lại một xíu này, ok ok. Leo lên trên này luôn. Ủa, xe hơi nát rồi nha bạn, xe hơi nát rồi. Chán quá nhỉ, xe nó lại hơi nát rồi nha bạn. Kiểu này cái địch nó sấy cho vài viên đạn chắc là nổ xe. Không có ai không ạ, không có ai. Tưởng là có người cơ. Ở đây không có ai thì chịu rồi. Anh làm thế nào mà mua được con chó robot thế? Bởi vì là anh chơi trên server thử nghiệm em ơi. Để tôi ăn cái nâng giáp lên, giáp 4.5 cái đã cho mình trâu bò không ạ? Nó dạy nhìn vui. Đâu, nhiều khi không để ý thật. Nhưng mà chạy xe qua nên không phải ngại không ạ? Có gì nó nổ xe chứ mà. Ở đâu có sao đâu. Phía này thì sao nhỉ anh em ơi, chưa thấy một ai cả. Bây giờ còn lại là 7 người chơi nữa trong trận đấu này. Ok ok. Mình tính nào anh em ơi, mình sẽ lút đồ cái đã. Trận cổng full rồi. Phó liệu có nên chơi không nhỉ? Đang phân vân bãi trở không ạ? Có lẽ là mình nên chơi đi. Chơi nó có tác súng nổ đi đây. Thế thôi không ạ, chơi giảm thanh. À đâu, chơi MP10 không ơi. Cũng nhận phân vân bãi trưởng. Đơn giản là còn lại mình tôi hơi sợ anh em ạ. Nếu mà team còn hai đứa thì một đứa phóng lựu, một đứa chơi súng tiểu liên là ok. Đấy nó kiểu vậy. Thế là tôi chơi tạm cái súng tiểu liên MP40 nhé mọi người. Đây, bọn đang thu lại rồi. Chúng ta hãy cùng xem là vòng bắn điện tiếp theo nó sẽ thu tại đâu. Đang cố gắng kiếm tốt anh em ơi. À đây đây, đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Ui đây rồi các bạn ơi. Ui có người à? Bên trái. Đôi. Chắc là trên mấy cái lều ấy. Chỗ nào đây? Cả à, chỗ kia. Okay. Một thằng ở tháp, một thằng ở cây. Đậu xanh này. Ui, quên chỗ đổ sang Groza không ạ? Ui, hai đứa đang ở chỗ luôn. Đứa này, chạy qua này. Ui. Ok. Nóc rồi nhé em ơi. Lên bản điểm số nhé em ơi. Ok. Từ từ anh em ạ. Ui, chạy qua này. Uầy, cẩn thận đứng lên ngồi xuống ạ. Cẩn thận đứng lên ngồi xuống ạ. Uầy, gắt vậy, Zipmon luôn cả. Gắt quá nhỉ. Ok ông ơi. Thằng ok Zipmon rồi. Ok Zipmon, căng vậy các mẹ. Thằng nào vừa gã rau ở chảo đấy. Nó chết ngoài. Uầy, vẫn đang ở đấy thôi. Uầy, đằng sau mình. Đằng sau mình đây, có một đứa này. Uầy, căng vậy. Ok nốc rồi nhé. Đây, có máu tặng vào đá. Máy tặng vào đá anh em ơi. Từ ông ơi, đang cao mà. Trang bị được bao nhiêu nhỉ? Ui, hết tâm ăn rồi nha mày. Chạy thôi, cắn qua thằng này cái đã. Ok. Mở lại chơi luôn. Tôi phải ngại không à? Nào để coi. Ok, đẹp đấy. Ui bạn ơi. Nốc rồi nhé. Nào, có một đứa nữa. Đấy. Đây, chốt tâm ăn nữa xong anh em ơi. Ngay bên trái. Đấy đấy. Ok, đây rồi ông ơi. Từ lúc thằng này đã ăn cả. Gì mà căng. Ok. Có đang cầm súng điện. Không để ý không ông ơi. Chết dở. Đấy, may chết dở anh em ạ, chết dở anh em ạ. Kiểu này thì ăn được rồi. Ok. Ok, ngon. Thế là tôi xong luôn. Đấy, phải cầm súng điện ra gì, bắn chắc đến sớm mai. Tôi nhấn lộn ông ạ, kiểu chơi cuống quá mà. Quá cuống luôn anh em ạ. Thế là còn lại có 3 mạng nữa trong cái trận đấu này, trang bị giảm thanh này. Chạy bộ ông ơi, chạy bộ cho nó an toàn. Em có thằng gọi nó tính bên trong kìa. À, lên trên luôn, lên trên ăn nó luôn ông ạ. Trên tròi á, hình như là vậy ông ạ. Chắc vậy rồi. Khéo, ba thằng cuối nó thủ tròi thôi. Gắt rồi ông ơi, thế tôi chạy đường dưới nhá. Lên xe máy chạy ông ơi. Lên xe máy chạy đường dưới này. Chạy xa xa xíu ông ơi, xa xa xíu là ok mà, không sao. Lên xe máy chạy đường dưới mà, ngại gì. Ok. Lướt qua đây. Hay. Vứt xe anh em ơi, ok. Rồi nhá.
chắc chơi tròi rồi, chơi tròi tròi chơi trong tròi kia cơ đấy, bên bên này bên này chắc bên chắn này. nó chơi tròi rồi, chắc chắn chơi tròi luôn. Tôi sẽ trang bị giảm thanh, trang bị gió ngoài. Ok, ui, được, được. Đậu xanh gắt vậy, gắt vậy anh em ơi, quá là gắt luôn đấy chứ. Bọn này chơi căng thật rồi. Bọn này cậu chạy lách lách ra, cậu xe máy chạy đây, lách đây, ra. Đây, ok. Ôi chỗ này to, xanh mộ rồi. To, Ôi xanh mộ. Còn nhiều máu không chứ? À dít máu được không ạ? Dít máu được. Thế hết máu thì rồi dùng nhưng bom mà keo ra dít một không tí để là xe ok máy không? chạy. Ui. Dùng bom keo ra chạy. Dít bò nhau không nhau? Có xe máy bên cạnh kìa, không để xe máy chạy à? Vào bắt thôi không ạ? À, Ôi đây, hay đây rồi, hay đây hay. Rồi. Ui, ngồi Ui tạm giời. Đây cái đã, ngồi tạm đây cái đã. Mẹ em chết, chơi tròi nhá. Chơi tròi tròi á. Bây giờ không ạ? Hết máu rồi. Nó lại chạy, gà dao kìa cô. À đây đây, ok. Hay. Ok, gã dao luôn. Mà cô mà có đã. Ba tìm cuối, tìm cuối, gã dao. Ok ok. Ôi, các bạn ơi, đây. Chạy nhanh không chết các bạn ơi, Ui, đã bị hạ. Alo. Ui. Lừa kìa. Đậu xanh. Cái này sẽ kẹo chịu rồi anh em ạ. Dừng lại top 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.